đời sống thế tục còn nhiều vấn vương vụ trần đau khổ, quanh năm cứ lăn lộn trong vòng danh lợi hơn thua được mất, trong vòng mưu sinh cơm áo gạo tiền. Nhờ có chút thiện căn nên chúng con đã được quy y Tam Bảo, họ trì nam giới, làm con Phật, gần gũi chư tăng, được nghe giáo lý của Phật, ít nhiều chúng con cũng đã hiểu được cõi đời là đau khổ. Chỉ có Đức Phật là đấng cha lành cứu khổ đang vui cho nhân loại. Chỉ có giáo lý của người mới dạy cho con người tu thoát khổ, nên tu hành xuất gia mới mong được giải thoát. Thế nhưng chúng con thì hiệu chiếu còn nhiều, gia đình ràng buộc, chưa có thể chọn đời xuất gia tu hành. Nhưng nếu chần chừ sợ cảm vô thường sẽ chẳng hẹn tuổi già. Hôm nay đầy đủ nhân duyên, chúng con được cơ hội về đây nghe theo lời Phật dạy, trong tâm tha thiết cầu chư đại đức tăng nhủ lòng thương xót chúng con mà ân tàng truyền trao với các bát quan trai giới cho chúng con được tu tập hạnh thanh tịnh cho một ngày một đêm, gieo nhân xuất gia tu hành giải thoát, giúp chúng con có cơ hội vun bồi thêm công đức phước báo. Kính mong chư đại đức tăng từ bi mẫn, từ mẫn phước đã cho Phật tử chúng con được tăng chuyên công đức. Nam mô A Di Đà Phật. Chưa hết là rất là nhiều kinh là có thể
tìm hiểu và chúng ta biết cái kho tàng vô giá mà Đức Phật đã để lại cho hàng đệ tử của Ngài, cũng giống như để lại cho nhân loại ngày nay thì rất là nhiều. Và chúng ta đến với chùa, các Phật tử là đi vào các thư viện, chùa mình ở đây cũng vùng sâu vùng xa, nó cũng nhiều kinh điển sáng trong đó. Bên cạnh đó các cái đại trận điện nhiều loại bệnh hàng ngàn hàng vạn hàng triệu căn bệnh chứ không phải là một hai căn bệnh, thì các vị lương y, các vị bác sĩ, các vị y kho trên thế giới này thì cũng phải có hàng ngàn hàng triệu toa thuốc để thích ứng với mọi cái căn bệnh của chúng sinh. Nếu mà chúng ta uống một cái loại thuốc thì chỉ có một loại thuốc thì không thở nào để giúp cho những nhân loại này, giúp cho con người được. Thành thử mà chúng ta biết với đến cái Phật pháp thì rất là nhiều kinh điển, rất là nhiều cái phương pháp tu tập. Có người thì ngồi thiền, có được đại tổ sư điều chỉ dạy rằng dưới luật còn thì mạng mặt Phật pháp còn, mà dưới luật không còn thì mạng mặt Phật pháp cũng sẽ bị mai một. Của chư đại bồ tát, của lịch đại tổ sư để giải thích kinh tạng để cho hàng Phật tử chúng ta hiểu và tu tập cho được tốt. Cho nên đến với Phật pháp chúng ta có ba tạng kinh điển, ba tạng kinh điển đó là kinh, luận, đề giới. Thì các Phật tử đó là năm giới cho người Phật tử tại gia, tám giới được gọi là bát quan trai giới, 10 giới được gọi là thập thiện giới. Ngoài ra thì mình có thêm nữa là giới của đệ tử chúng con tên là Chí Tâm Sám Hối. Về trước đã tạo các nghiệp ác, điều mọi con thị tham sân si, từ thân địa ý mà sinh ra. Tất cả con nay xin sám hối. Nam mô cầu sám hối Bồ Tát. Nam mô cầu sám hối Bồ Tát. Nam mô cầu sám hối Bồ Tát Ma Ha Tát. Lạy xuống ba lần. Cứu cả để họ trì và con trai nhớ. Giờ phút thiêng liêng của Phật tử chúng ta giữ tâm thanh tịnh hướng về mười phương chư Phật, chư đại Bồ Tát, chư thánh hiền tăng để chứng minh tấm lòng của tu tập và trì giới pháp của mình. Như chư Phật suốt đời sát hại chúng sinh, các vị một ngày một đêm không sát hại chúng sinh, các vị có thể giữ được không? Giới thứ hai, như chư Phật suốt đời không gian tham trộm cắp, các vị một ngày một đêm không gian tham trộm cắp, các vị có thể giữ được không? Giới thứ ba, như chư Phật suốt đời không dục dụng, các vị một ngày một đêm không dục dụng, các vị có thể giữ được không? Giới thứ tư, như chư Phật suốt đời không nói dối, các vị một ngày một đêm không nói dối, các vị có thể giữ được không? Giới thứ năm, như chư Phật suốt đời không uống rượu, các vị một ngày một đêm không uống rượu, các vị có thể giữ được không?
Giới thứ sáu, như chư Phật suốt đời nơi cửa là tràn hoa thơm, không so ước dầu thơm và mềm. Các vị một ngày một đêm nơi cửa là tràn hoa thơm, không so ước dầu thơm và mềm. Các vị có thể giữ được không? Giới thứ bảy, như chư Phật suốt đời không ngồi trong giường cao cốt đẹp, không làm tròn ca nhạc, múa hát, cố đi sân nghe. Các vị một ngày một đêm ngồi trong giường cao cốt đẹp, không làm tròn ca nhạc, múa hát, cố đi sân nghe. Các vị có thể giữ được không? Giới thứ tám, như chư Phật suốt đời không ăn phi thời. Các vị một ngày một đêm không ăn phi thời. Các vị có thể gì được không? Thầy Di Đà Phật, như vậy vừa rồi là những thuật ngữ để chính thức phát nguyện hướng về ba ngôi tam bảo mười phương chư Phật, Hiện tại Bồ Tát Bổ Sư, để phát nguyện giữ gìn tám giới pháp con trai. Từ nay cho đến sáng sớm ngày mai, các Phật tử cố gắng tinh tấn tu học, giữ gìn giới pháp để tăng trưởng công đức phước huệ trong cuộc đời này. Giờ này thành thành chương trình thì chúng ta tiếp tục là thời khó và thọ trì kinh điển. Trong pháp tu ngày hôm nay thì chương trình chúng ta sẽ thọ trì bộ kinh Địa Tạng. Địa Tạng kinh Địa Tạng gồm có ba cú thượng trung hạ. Sáng hôm nay chúng ta sẽ thọ trì phần cú thượng, cú thứ nhất. Buổi chiều thì thọ trì cú thứ hai và tối thì thọ trì cú thứ ba. Theo chương trình đã được thông báo sẵn. Giờ này nếu mà ai có đi vệ sinh thì có thể âm thầm đi và chúng ta tiếp tục về với chương trình tu tập. Nếu mà giờ này nghỉ giải lao nữa thì sẽ mất thời gian và phần tử vọng hiện. Bây giờ đồng khởi thân đứng dậy và nói kệ cái kinh Địa Tạng đỡ ra chút mặt mình. Chúng ta sẽ cùng với các phật tử chúng ta sẽ thọ trì bộ kinh Địa Tạng sáng hôm nay. A Di Đà Phật.
mà trầm nhớ thiên đàng giá mà con kéo lo thầy nhà phóng tường con nhớ mà biến triều tâm thiên giới vì Yeah.
gia đình Phật Phật tử lập kinh Địa Tạng. Chúng ta tụng cuốn thứ nhất bắt đầu từ bài tựa Địa Tạng 980 mạng lễ. Nam mô A Di Đà Phật.
Đại trắng là một tạm sơn.